Xin chào tất cả các anh em, tôi là Navu đây. Hôm nay thì Navu có một cái buổi gọi là giao lưu với một số anh em bên Quảng Ninh. Thì anh em bên Quảng Ninh có chạy cái tour trên Tam Đảo ở gần Vũ Phúc ấy, thì có đi qua cái quán Ken Moto của bên Navu, thì có dừng lại đây để uống cà phê. Thì Navu với mấy anh em thì cũng gọi là cũng có quen biết từ trước rồi. Thì mình với bên Club Exciter bên Quảng Ninh thì cũng hay kiểu giao lưu ấy. Đấy, thì hôm nay thì lên Hà Nội chơi thì mình cũng mời anh em trà chanh. Mấy anh em bên Quảng Ninh thì dọn xe cũng rất là chất. Đấy, thì hôm nay Navu sẽ có một cái clip gọi là vlog kỷ niệm, cũng là để trải nghiệm xe luôn. Đấy, cũng lâu rồi mình chưa quay Exciter. Ok các anh em, thì Navu sẽ quay từ các cái mẫu mới đến cũ nhá, để cho anh em dễ hình dung cái dòng thời gian của nó. Ok, đầu tiên đây là chiếc Exciter phiên bản ra mắt năm 2019 này. Còn đây là chiếc 2015, chiếc này có lẽ là rất là quen thuộc. Và đây là cái đời mà Exciter mà Navu hiện đang sử dụng. Đấy, còn cái đời 2019 trở đi ấy, thì nó chỉ khác ở cái phần đầu đèn thôi. Hai xe là hầu như là cũng không khác biệt gì nhiều. Đấy, một số những cái thay đổi như là lốp các thứ đấy thì nó cũng không đáng kể, chủ yếu là phân biệt nhau bởi cái đầu đèn của nó. Còn sang bên này là hai mẫu Exciter đời cổ hơn, có thể sẽ nhiều anh em giới trẻ bây giờ không biết. Đây, thì Navu sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Còn hai chiếc kia thì có lẽ mình sẽ không nói nhiều thêm nhá, bởi vì hai chiếc đó có lẽ là quá phổ biến với anh em rồi. Đấy, mình sẽ nói về hai chiếc này thôi. Hai chiếc thì được dọn một số món đồ chơi cũng rất là giá trị. Và đặc biệt là hai chiếc này là hai chiếc đã được độ nội công anh em nhá, thế nên là nó không kém những chiếc xe đàn anh là bao. Chiếc này là chiếc đời 2012. Và cái mẫu này thì nó ra mắt năm 2011. Đó. Thì cái mẫu này là cái mẫu kiểu mỏ chim ấy, mỏ đại bàng. Đây là chiếc Exciter 135 phân khối, hay còn gọi là Exciter 135. Cái mẫu này thì hiện tại thì vẫn còn lưu hành khá nhiều, thế nên là nhiều anh em chắc là cũng sẽ không cảm thấy lạ. Nói. Còn cái con bên này, con bên này là đời 2007. Và cái mẫu này là côn tự động. Tuy nhiên thì anh em đã độ côn tay cho nó rồi. Lộn lại một chút về lịch sử của Exciter thì Exciter ra mắt cái phiên bản đầu tiên là năm 2005. Và nó hồi đấy thì nó chưa có côn tay đâu. Thì phải đến năm 2009, cái phiên bản 2009 thì mới có phần côn tay. Và hiện tại thì đằng sau Navu thì gần như là đầy đủ các đời Exciter thôi. Nó còn thiếu cái mẫu đầu tiên năm 2005 này, và thiếu cái mẫu côn tay đầu tiên là năm 2009. Tuy nhiên thì cái thiết kế của mấy phiên bản đời đầu nó cũng không khác biệt nhau là mấy, thế nên cũng có thể coi đây gần như là đầy đủ các đời Exciter rồi. Ok, thì đầu tiên Navu sẽ nói về chiếc Exciter đời 2007 này trước nhá. Con này thì đã được độ nội công rồi. Con này lên trái 57. Bởi vì là độ nội công, thế nên là Navu cũng không thể gọi là sâu cho anh em trực tiếp bên trong được. Thì có lẽ tí nữa mình sẽ test tốc độ xem thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ nói qua một số những cái đồ chơi ở trên xe. Xem nào, con này thì phần mâm trước, mâm sau của nó đã được thay rồi. Bộ mâm này là mâm của Racing Boy anh em nhé. Đây là mâm trước này. Mâm này là mâm 8 cây, dạng nhỏ. Đấy, mâm sau cũng thế nhá. Đây, mâm sau này. Mình thấy ở trên này thì còn một cái đồ chơi rất là giá trị nhá. Nó là một cái bộ đĩa Brembo, cả đĩa cả heo luôn. Đây là đĩa Brembo. Đĩa này thì đã được chế lại lòng, bởi vì bản thân thì nó không thể ăn khớp với mâm, thế nên là giải pháp là chúng ta thường phải CNC lại cái phần lòng đĩa. Lòng đĩa là cái phần bên trong nhá. Ở đây thì còn một cái con heo Brembo 2 pit nữa. Thì để gắn được con này lên xe thì phải có một cái pad. Đây, cái pad này cũng là chế CNC, để sao cho nó vừa vặn với cái phuộc và nó ôm trọn được cái phần đĩa Brembo này. Theo như Navu thấy thì lên cái bộ này thì xe nó chất lên rất nhiều, bởi vì Brembo nó dường như là một cái thương hiệu đã có tiếng từ lâu rồi. Điều đó cho thấy là chủ xe cũng dọn rất là tâm huyết đối với chiếc xe này. Đấy. Ở phần mâm sau của xe cũng được độ một cái đĩa khác. Đây, đĩa này đĩa X1R nhá, nó có khắc một cái chữ X1R đây này, anh em thấy không? Và phần heo cũng được làm lại là heo Brembo 2 pit luôn, nó giống với đằng trước. Đấy, nó dường như là đồng bộ cả trước cả sau, hệ thống phanh khá là chất lượng đấy, theo mình khá là chất lượng. Rồi chúng ta sẽ cùng xem tiếp nhá. Ở đây có phần hệ thống ống xả này, full Titan. Đây là phần cổ bô Titan anh em nhá. Không phải là cứ khò lên xanh xanh tím tím nó mới đẹp đâu. Theo như mình thì cái màu nguyên bản của Titan nó cũng rất là đẹp rồi. Chỉ cần tô điểm thêm một chút những cái vân mối hàn con sâu này, mình nghĩ cũng là đủ chất lượng rồi, cũng đủ để gọi là hút mắt người dùng rồi. Cái phần lon bô của nó thì đến từ thương hiệu Leo Vin. Cái bô này thì mình thấy phần họng đi ra nó cũng không quá to, thế nên là âm thanh mình nghĩ cũng không đến nỗi phá làng phá xóm đâu. Thế nhưng mà cũng đủ để gọi là thể hiện cái uy lực của xe. Đây, mình sẽ để luôn cho anh em xem nhé. Rồi, Đấy, con này đã được làm lại phần đồng hồ của UMA Racing nhá. Anh em thấy không, có chữ UMA Racing này này. Nó không phải là đồng hồ zin của xe. Thì có những phiên bản đời đầu thì nó sẽ không có đồng hồ điện tử chắc chắn rồi. Nó chỉ thuần là đồng hồ cơ thôi. Sau khi mà độ cái đồng hồ này vào thì nhìn trông nó kiểu hiện đại hơn rất nhiều. Bố rất là lực. Con này thì mình thấy là phần garanti của nó chưa ổn định cho lắm. Anh em xem cái kim này, nó hơi nhảy nhảy một chút. Cái vấn đề này thì thường nó xảy ra khi mà anh em độ bô ấy. Có thể là nó thoáng quá, hoặc là do anh em chưa map lại bô. Tuy nhiên thì nó cũng không có gì là đáng lo ngại cả. Đấy anh em. Ok, chúng ta sẽ lướt qua một chút xem còn cái đồ chơi gì không. Đấy, như mình vừa chỉ anh em thì nó có phần đồng hồ này, cùng phanh, cùng côn. Có được trang bị mấy con ốc Titan. Rồi chúng ta sẽ cùng xem tiếp nào. Ở đây có phần pen đạp sau mình thấy có chữ RCB. Vậy là nó cũng được độ lại rồi. Đây có cốc dầu Brembo này. Đây là phần pen đạp RCB. Đây là cái piston đẩy dầu cho con heo sau anh em nhé. Đây khi mà anh em dẫm phanh này này, dẫm phanh anh em thấy không? Đấy, thì cái dầu nó sẽ đẩy. Đây là cái phần kiểu cái xi lanh nha anh em. Nó sẽ đẩy dầu cho phần heo sau. Đây heo này đây, dầu nó đi qua. Đấy, mình giải thích ngắn gọn một chút vậy cho anh em nào mà chưa hiểu về kết cấu phanh sau của xe. Ok, đi thêm vòng nữa nhá. Exciter 135. Ok các anh em, về cơ bản là xe được dọn một số món bên ngoài là như thế. Bên ngoài thì nó dọn cũng không nhiều đâu. Thế nhưng mà từng món nó đều có cái giá trị và cái chất riêng. Đấy, và quan trọng đặc biệt là xe này đã được dọn nội công rồi, đã được độ máy rồi. Thì tí nữa Navu sẽ chạy thử nhá. Thì bây giờ mình sẽ qua con 135 này. Đây, con dáng Exciter 135 dáng mỏ chim. Cái đầu mỏ chim của nó. Đây là một trong những con huyền thoại mà được rất nhiều anh em yêu thích. Cho đến tận bây giờ khi mà chiếc Exciter 150 ấy, nó đã ra đời và thay thế cái mẫu này rồi. Mẫu này không còn sản xuất nữa. Tuy nhiên thì rất nhiều anh em vẫn thích cái dáng này. Theo như Navu thấy ấy, thì cái dáng này nó gọn gàng hơn cái mẫu Exciter 150 mới. Đây, mình sẽ minh họa cho anh em xem cái dáng Exciter 150 mới bây giờ. Thì cái dáng này ấy, thì thực ra Yamaha nó thiết kế nó có một gì đấy hơi hướng của phân khối lớn rồi. Cái mắt này này, cái phần đè mi này này và cái mặt nạ này này, nó có kiểu mang mác một chút gì đấy hình ảnh của R1 hay là cái dòng R series của nhà Yamaha ấy. Anh em thấy bây giờ R6 hay R1 ấy thì nó đều có cái phần đèn đè mi nó bé và nó híp híp như này này. Và cái phần khung sườn của nó cũng to hơn, lốp to hơn, đuôi vuốt nhọn hơn. Dường như thì cái mẫu này ấy, nó mang hơi hướng của một chiếc mô tô phân khối lớn rất nhiều. Đây, còn với chiếc 135 thì nó đúng thuần là một chiếc underborn, một chiếc xe để phục vụ đi phố. Đúng với tinh thần của ông vua đường phố là chiếc 135 này. Đấy, rất là gọn gàng. Mình nghĩ là với chiếc này thì anh em lách phố nó sẽ gọn gàng hơn. Đây nhá, phần thân xe vuốt nhọn này, vuốt cả phần tay sách luôn. Nó rất là gọn gàng. Cái phần cánh yếm của nó. Đây, cái phần cánh yếm của nó có khe hút gió này, trông nó rất là mạnh mẽ này. Đó. Nói chung chiếc xe này thì nó mang vóc dáng gọn gàng nhưng vẫn đầy uy lực anh em ạ. Và thực tế thì chiếc này chủ xe cũng đã độ lại phần nội công cho nó rồi. Con này được lên trái 62 nhá. Tức là còn kinh khủng hơn cả con này. Thì con này thì được độ lại cái phần mâm. Mâm con này không phải là mâm đúc nữa mà nó là mâm tăm. Đây, mâm cái dạng vành căm như này. Thì mâm này thì có ưu điểm là nó nhẹ hơn mâm đúc rất nhiều. Thì việc giảm trọng lượng sẽ giúp cho xe nó có cái độ bốc, cái độ depa tốt hơn. Thì xe độ nội công mà. Anh em xem tiếp nhá. Thì bô này là bô Leo Vin. Anh em độ nội công ấy thì thường rất là ưu tiên cái bô Leo Vin. Anh em cứ để ý và xem. Bởi vì bô Leo Vin dường như là nó rất là hợp với Exciter 150. Con này thì được độ phuộc Nitron nhá. Thì đĩa sau cũng được độ lại rồi này. Đĩa sau này, dây dầu này. Đấy, một số món đồ chơi như vậy. Đó, thì cũng sương một vài món đồ chơi như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là con này đã được lên trái rồi. Trái con này trái 62. Đấy, thì mình chỉ mô tả qua một số những cái trang bị bên ngoài cũng như ngoại hình của xe thôi. Thì ngay bây giờ thì Navu sẽ thử trực tiếp trải nghiệm nó. cảm thấy thế nào anh? Không tắt được gì đâu, vừa lên cầu thì mưa nó kia kia mưa to lắm. Không tắt được gì. Thì sự cố hy hữu anh em ạ. Đang test xe một lúc thì bắt đầu trời đổ mưa cái, bây giờ là không test được gì luôn. Đấy, trời mưa quá. Đấy, anh em thấy không? Đôi khi sức khỏe nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề đi xe rất là nhiều đấy ạ. Bởi vì thời tiết cũng đang mưa, thế nên là Navu cũng không thể test xe kỹ được. Đấy, còn là chỉ là trải nghiệm qua qua thôi. Đấy, chạy thử sơ sơ để anh em bên Quảng Ninh còn về nhà nữa. Vì trời sắp tối rồi mà anh em sẽ chuẩn bị về Quảng Ninh ngay bây giờ. Mặc dù thì chưa test được kỹ, thế nhưng mà mình cũng cảm nhận ở cái nước ga đầu của nó vô cùng bốc. Trời mưa nên là đường nó hơi trơn, thế nên là mình cũng không dám đóng căng. Đường là đông xe nữa. Đấy, nếu mà có thêm cái trợ lực nữa thì có thể là sẽ yên tâm hơn. Nếu mà anh em nào mà thích kiểu tốc độ cao này, rồi thích kiểu trời sốc nhiệt ấy, thì cũng nên thử dấn thân vào bộ môn độ máy. Tạm thời thế đã. Thì đây là các anh em bên Quảng Ninh. Rồi, chào anh em nhá. Anh em đến từ Uông Bí đúng không? Vâng. Bốn anh em là chung một nhóm à? Vâng. Đây, anh em chào khán giả cái. Đấy. Rồi, mấy anh em đi Tam Đảo rồi ghé qua đây. Rồi, cảm ơn anh em đã nhớ đến Navu. Rồi. Ok. Đấy, có thời gian mà đi tour nào mà qua Hà Nội thì cứ bảo anh. Qua đây anh em anh mời trà chanh nhá. Rồi anh em đi an toàn nhá. Đấy. Rồi, anh em đi an toàn, bắt tay lần nữa. Rồi. Đấy. 150 cây đúng không? 150 cây. 130. Đi cẩn thận nhá. Trời mưa này anh em đi hết sức cẩn thận đấy. Ok, chào anh em nhá. Bó rau to quá đây. Rồi, về nhá. Ok. Rồi, về nhá. Rồi, bắt tay phát nữa nhá. Rồi. Rồi. Chào mọi người nhá. Thế đây ạ. Anh em rất là nhiệt tình từ Quảng Ninh. Ok, đó là mấy anh em bên đội Exciter Uông Bí Quảng Ninh. Bởi vì Navu chơi Exciter 150 thì cũng rất là lâu rồi. Và hầu như là các anh em chơi X ở các tỉnh ấy thì mình cũng quen rất nhiều. Thế nên là các anh em mà có đi tour đâu đi qua Hà Nội thì có thể liên hệ với Navu qua đây để Navu mời các anh em trà chanh. Bất kể xe lớn hay xe bé gì thì chỉ cần có cùng đam mê thì các anh em cứ qua đây, Navu luôn luôn chào đón. Đó thì hôm nay đơn giản là một cái vlog giao lưu như vậy thôi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những vlog lần sau của Navu. Xin chào.